bảo mày mê đã thật phát nó vô chừng thòng trong xanh, trong xanh dòng suối dần rêu sắc màu cho phiền ngâm ngư cây hoa em hát vang tiếng đèn là chàng trai mà xuống chờ hẹn gặp ai mà sao vui thế tiếng đàn mỗi em nói điều gì cho ta ngồi bên đâu đêm lại xa vắng. Trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mê, ơi xa vắng. Im thầm đi, hát thì kia bỏ giống tôi này hát hát hát. Mới sáng này ra, anh không định cho anh ngủ à? Thế mày này không biết thưởng thức âm nhạc rồi. Buồn thay trong một thế hệ. Mà gì? Mấy giờ mà mở sáng sáng sớm hả? Mày nhìn xem, mặt trời đi đỉnh đầu rồi kìa. Con gái của đứa ngủ chưa sáng ra. Em dậy lâu rồi, nên chẳng qua là em ngồi cho phòng chơi thôi nhá. Chơi dậy đâu rồi? À, mà chuối đầu đấy, ngon thế, cho anh quả nữa. Còn bao quả đâu rồi, anh muốn ăn tự đi mà mua. Thế mà không nói. À, mà mẹ đâu rồi? Mẹ đi công tác rồi, anh không nhớ à? Ừ, mẹ đi công tác á? Sao không nói với tao? Ừ, anh không nhớ à? Hạt Tiêu, dạ. Mai mẹ phải đi công tác mấy ngày đấy. Hai anh em con ở nhà tự chăm sóc nhau nhá. Nhớ đi ngủ đóng cửa vào. Vâng ạ. Trung, con nghe thấy chưa? Đây, mẹ đã dặn rõ ràng thế, còn gì nữa? Hay là mà lúc đấy tao nghe nhạc, tao làm sao biết được. Thôi thôi thôi, mẹ đi công tác nào. Tao đi chơi luôn, về nhà nhá. À, đi chơi, tao lại đi chơi với. Mày đi làm gì? Mày ở nhà đi, lần nào mày đi mày cũng gây họa đi. Tôi bằng lấy khỏi phải trông. Thôi, mày đang chơi với đau đầu đi. Không, nghỉ hè đau đầu về quê chơi rồi. Anh chuyên đi chơi với. Ô, đau đầu về quê à? Không. Không biết Thành Áo có về không nhỉ? Đang đi đủ gió đi chơi. Không, Thành Áo không học tốt như anh ấy. Thế là bị bố bắt ở đây học thêm rồi, không được về. Thế là thằng rủ đi chơi rồi. Mà mày không về quê đi, mày ở trên này làm gì? Không nghe tao phải trông mày. Em không biết đâu, anh đi đâu phải cho em đi cùng. Không phải về mất mẹ. Thôi rồi, đứng dậy đi. Bây giờ đi đâu hả anh? Bây giờ ta đang đói, đi ăn đã. Yeah, hết đi rồi. Quá. Này, sao chúng tuổi mai chưa ra nhỉ? Em không biết nữa. Có anh em ra đây, cũng chả thấy đâu. Hai em ơi, dạ. Anh em ăn gì đấy? Một tí em gọi anh ạ. Tao đói em rồi. Ô, hai anh này đã đến đây rồi. Đâu? Đi vào đi. Thôi. Ôi. Sạc cá mực. Đến hơi sớm đấy nhá. Ôi, làm anh giật cá mực. Ê, chúng mày ăn gì? À, em gọi trước. À, em ăn xúc xích này, cá viên chiên này, nước mía này, nước ngọt này, kem này, kẹo này, tôm này, bánh bao này, còn cái gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Thế là mẹ ăn hết cả quán rồi đấy. Mua cả quán về mà ăn. Này, cho nó gọi đi. Cậu cậu gọi đi. Ừ. Bé con mà ăn rõ lắm. Gọi đi. Ok, anh ơi, anh cho em xúc xích này, lạp dừa này, chả cá này, nem chua này, tôm này. Thôi nấy thôi đã. Ok, em chờ anh chút nhá. À mà anh ơi, anh cho em một chai nước ngọt trước. À, cả thêm ít đá anh nhá. Nghỉ hè không về quê à? Về quê á? Ừ. Tớ còn phải ở lại học thêm. Ui, học thêm á? Có mà học ngon bố mẹ không cho về thì nói luôn đi. Giống anh Trung với anh Thành cái này. Ê, đây rồi, đây rồi. Nước ngọt em đây rồi. À, nước ngọt. À, em xin ạ. À. Đá đây nhá. Em ở. Rồi, uống đi nhá. Mẹ rót cho. Để đấy nó rót cho. Ê, chúng mày, đi chơi điện tử không? Đi luôn. Đi luôn anh ơi. Đi cái gì mà đi? Mà anh đừng đi chơi điện tử. Anh đi chơi em chơi cái gì? Anh mà đi chơi em phải mách mẹ. Em bây giờ nhà làm gì? Đi chơi chứ. Mà mày. Em làm sao? Mày đừng có ám tao nữa đi. Nghe hè mà để ra anh đi chơi chứ. Đúng rồi. Anh đi chơi phải cho thôi em thêm. Không.
tốt nhất ý, là mày ở nhà học bài đi, đừng theo tao nữa. Anh cũng thương em mà. Tao thương mày thì ai thương tao? Thôi nó còn nhỏ, mắng nó làm gì, tát cho cái này được rồi. Thế bao giờ không thì ở nhà anh có dạy nó đọc vậy à? Không, nó toàn đánh tao thôi. Ui giời, tôm mồm. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đồ ăn ra. Đồ ăn ra. Tương ngốt đây rồi. Uầy, tương ngốt thế, uầy lắm rồi. Ê, chúng mày, ăn đây. Ăn. Bỏ áo ra. Ui. Ui. Ừ. Ngon. Ngon nhỉ, ngon nhỉ. Đang đói ăn ngon rồi. Quán này ở cổng chúng mình, ăn ngon rồi đấy. Nhưng mỗi tội ở đi hơi xa. Mẹ ăn đi, nó ít thôi. Ngon chưa? Là chua. Ê, bỏ tay ra. Con này của tớ. Tớ làm gì còn vặt. Ăn nhanh, thì ngồi nhìn. Chưa miếng này. Bắn lụt. Yêu anh quá. Mình đàn ăn tích cục. Ngon chưa? Về đây. Về không? Về. Anh ơi cho em gửi tiền ạ. Quên hết 100 nghìn nhá. Vâng ạ. Chết rồi, không bằng ví được. Hà Tiêu, em mang tiền được không? Không nào đâu. Ê, chúng mày, mang tiền không? Tao quên ví ở nhà rồi. Không, bình thường mày hay mời tao mà. Em thì làm gì có tiền. Trước giờ em toàn đi trấn, không bao giờ phải mua đâu. Thôi rồi, để tao ra nói chuyện. Anh ơi. Ờ, của em hết 100 nghìn. Anh cho em nợ được không ạ? Mai em trả. Làm sao được, anh biết em là ai đâu. Em nghe là chẳng có đi ăn hả? Nhưng mà bây giờ nghỉ hè rồi, anh không nhớ được đâu. Nhưng mà bây giờ em không mang tiền ạ. Hay là chúng mày ăn xong rồi, bây giờ là đi quỵt à? Em có quỵt đâu, là em quên thôi ạ. Tao không nghe giải thích của chúng mày, đưa tiền đây rồi về. Thôi, để tao về lấy tiền. Ờ, hai đứa mày về lấy đi. Đi, mày đi với anh. Thôi anh đợi một tí, rồi bắt em mang tiền ra. Đẹp tê, đi, biết không bằng ví. Thôi anh em mình cứ đợi, xem như thế nào. Má chị đi đến. Thế bạn chúng mày đâu? Anh đợi một tí nữa xem sao ạ? Tao không đợi được nữa rồi. Bây giờ ấy, chúng mày không có tiền, ra làm việc đi. Thôi, bây giờ mà về nhà thì xa lắm. Cứ để anh làm. Để em làm đi anh.
làm thì mới có ăn. Thôi được rồi, lần này tao tha rồi đấy. Chúng em về được chưa ạ? Được rồi, anh không khó khăn cái gì đâu. Nhưng từ lần sau ấy, đi ăn ở đâu, nhớ mang tiền đi. Vâng, chúng em biết rồi ạ. Thôi, đi về đi. Vâng, vâng ạ. Chúng em về đi. Anh Trung ơi, em mỏi chân tay quá. Thôi, để anh cong. Anh không mệt à? Không, lên đi. À. Mày á, tha làm sao được? Anh ơi, anh tha cho em.